hai tim này, tim mà bự nhất. Ôi giời, cá không nổi luôn, cá này cá già. Cá nó già không? Hai cá cái này bắt đầu già anh. Có một cái do gì mình để phái ăn chưa? Một là cái này nè, găng. Hai là theo cái trong, ở trong á, đặc biệt cái trong lúc nghe đỏ lắm, đi để nó béo hơn. Mình cũng mới vừa ra tới cánh đồng nước lũ cả nhà ơi, thì chạy nãy giờ cũng vòng cũng tương đối khá là xa. Rồi em Sơn xin mến chào đại gia đình của mình luôn nha. Chào cả nhà. Bữa nay mình đi bắn vịt lai nha. Rồi mình đi bắt cá luôn. Bữa nay mình chơi hai môn dập một. Ngầm nào mình xào nấy chứ. Cái này kinh doanh nó khó khăn. Cặp gì được thì mình cứ bắt thôi, chứ hiện tại thì mùa nước lũ thì chỉ có bao nhiêu đó. Bên kia kìa, ở ngoài bên đó không biết có cá không mà thấy quá trời xuồng người ta ủng tôm. Nhớ mỗi năm ở đây mình đắp cá lia chi không? Cá nhiều không á? Cá huy không? Rồi bây giờ thì mấy anh em mình sẽ tiến hành gắp côn, rồi cái mình ủi côn chạy long nhong đi, chỗ nào mà gặp có mấy anh dịch lại mình lăng bang thì mình xuống mình lụm đó. Con bỏ trong đây đi. Rồi, bỏ và bỏ cái gọn gàng. Rồi gắp côn. Nó ba kìa. Ba người làm chị ghé lại chơi hả? Đây nè. Rồi cái mực nước của ngày hôm nay nè, tính ra hôm nay á là bữa nay nó lên rất là mạnh á, bữa nay là nó lên tới gật rồi. Hôm thì mới tới dưới này, lên tới đây, từ lên tới đây. Có mấy ngày anh em không ổi con mới lên tới đây. Này chắc tới nửa tháng nữa chắc có thể là nó tới cần cổ. Cần cổ rồi bắt con cá là mệt à. Ê, cần cổ mình đi kiếm trình lai nào coi nè. Sống đánh lên là cái đầu cái uống nước bụng lên một giờ mình bụng lên không có uống nước chứ bụng nó phình nổi à. Càng ngày thì nước nó càng dưng. Năm nay cái lượng nước lũ năm nay thì so với năm ngoái là lớn hơn năm ngoái rồi đó, hiện tại bây giờ là đã nước lớn hơn năm ngoái rồi đó. Mà nghe đài dự báo là cái thời gian sắp tới là sẽ có cái lượng nước nó còn lên xuống, còn lên nữa. Kéo cây ra nè, kéo cây ra trước đi. Ê, phan chỗ này nè, cái dây đó. Rồi kéo ra, anh kéo ra cây luôn đi. Ê coi chừng anh kéo cái đó là nó xin vô chụp này nè. Thì hồi cấp mà nước cạn á là mình làm nó dễ lắm, mà tới giờ nước sâu bây giờ đứng dối gì không nè, vậy đó.
xuống. Rồi đó, mình mới vừa dựng cái bơm lên đây nè. Cái cây này là cái cây trụ, dây mình chằng để cho nó hai cây hai bên. Nó mình điều chỉnh cái độ cao hơn mặt nước và thấp dưới mặt nước ấy, là cho nó vừa. Hiện tại thì mình mới cột đỡ như này để một hồi khi mình gắn cái mấy cọng sắt này xuống rồi ấy, mình mới điều chỉnh lại một lần nữa. Giờ vẽ tay trời. Đang chịu chịu luôn á. Tiếp chào. Thằng để cho nó xây vô, sọt vô cái nó đi, sọt vô giọng cái nó đi. Sọt vô, có một tay nè, sọt cái áo cổng này nè. Sọt cái này trên. Nghe đi, nè. Đó, giật thì vừa thôi, giật thì vừa thôi. Cái mình chặn vô trong cột này nè. Muốn cái nhảy ra bớt coi. Nữa. Ừ, nữa, cái nữa. Cây này rớt xuống dưới. Ừ, vậy đó phải không? Ừ. Rồi. Còn bỏ đi, bỏ đi. Người cũng đây. Bỏ đi. Nước lúc này thì sâu quá, mấy anh em mình làm hơi cực nha. Mà con lắc bắt con cá là cũng cực nha, lặn sâu quá. Lặn như chiếc này hết chống khu con trời ơi. Lặn nổ lỗ tai luôn á. Nó chơi chứ mình nước này mới có mét mấy à, chưa đến mức độ mà lặn mà đau cái lỗ tai đâu. Ở đây cánh đồng mình mong vậy đó. Nếu mà những bạn mà nào mà ở mà thành thị rồi chưa biết đồng nước lũ á, gặp nước này sợ lắm. Tại vì anh tưởng nó là cái biển nước rất là sâu. Nhưng không ngờ nó như vậy đó. Có một mét mấy. Biển là cái biển Thái Bình Dương không? Ừ. Chở ra ngoài này dụng sông cũng sống được nữa. Tại vì nước tới rồi chứ đâu có sâu đâu. Lên. Buổi sáng thì nhìn trên cái cánh đồng rất là yên tĩnh. Ở dưới sông, dưới mặt nước là cái lượng sóng không có. Tại vì buổi sáng là nó ít gió, không có gió. Giống như biển mà bị biển lặng vậy đó. Còn khi gió lên là sóng nhiều, giống như biển động vậy. Biển này không có bão. Mấy em mình gắn xong đó, bây giờ chạy thử. Cái này cũng vừa luôn nè, mình không cần phải mà nâng lên hạ xuống gì nữa chứ. Vậy là vừa. Thì từ cái cây á, đổ xuống là cách cái mặt nước rồi cỡ khoảng cỡ 4 tấc nước là được rồi. Vậy là vừa đó. Thì mình nuôi côn á, mà cái khi mà cái lượng sóng gió gì nè nó không có, nhìn thấy nó lặn hầm vậy đó là mình sẽ dễ bắt được con cá. Khi mà nó chúi xuống sình á, nó đụng vô cái mấy cọng sắt á, nó chúi xuống như này nó lên một cái bực, một cái bọt nước rất là bự là mình nhìn thấy à, là mình lại mình ấp ngay bọt đó là được. Nó dễ hơn khi mà cái gặp mà gió nhiều quá là mình khó lắm, khó bắt lắm. Bữa nay mấy anh em mình hên là đi cái lúc này là không có gió. Nhằm bữa gió dữ lắm. Nhằm bữa là đi thất luôn á, không có là gió đi bắt được. Bữa nay mấy anh em mình đi ủi ô côn bắt cá trên cánh đồng lớn. Cánh đồng này thì nó rộng lớn lắm, đây đổ dài lên trên kia rất là xa. Mấy hôm trước thì mình đi đồng nhỏ nhỏ còn chừng cây số vuông à. Còn giờ đi cái đồng này 4 cây số vuông á, bự cũng tốt chảnh, rộng mênh mông. Đồng lớn thì mình mới đi cho nên mình không biết cái con cá nó ở đâu. Thấy ở trên mênh mông vậy, nó có tập trung cho nó ở có chỗ chứ không có ở lung tung. Chỗ nào có thì mình đi vòng vòng đó mình kiếm mình bắt nó. Còn bây giờ hiện tại mình đang chạy mình đi kiếm. Cái bọt đầu tiên sâu quá. Đất cứng quá. Đã không có sới hả? Nó không sới thì nhiều khi nó chạy. Nước sâu là bắt con cá nó hơi khó hơn cái nước cạn. Nó chạy
Nó chạy rồi mà anh chạy vô thùng. Cái sinh giờ cái nhỏ mà ở trên. Rồi cái này sinh giờ nè. Sinh giờ người tại nó ở nước chỗ này xanh. Tại nó ở nước xanh. Con đầu tiên nha. Rồi đó. Con đầu tiên. Nào cũng vậy vậy bắt con đầu tiên. Thôi bây giờ mình cho nó vô nước đi. Từ nhỏ tới bự mà. Ở đây có cái đám lát kìa. Đám lát giữa đồng. Đó là kêu là cái bụi lát đó, lát ba cạnh á. Cái củ lát này nè. Ai mà bị mà cá trê trắng đầm á với mấy cá ngát rồi đó là dù cho nó nhức cỡ nào luôn, nhức treo tay luôn á là mình lấy cái củ của nó là mình với muối rồi với giấm mình dằm chung đi, rồi bắt đầu mình đắp ngay chỗ đó là bảo đảm trong vòng 5 phút là nó sẽ hết, cực kỳ hiệu quả luôn. Có cái ghe tối qua đâu cần kìa anh ơi. Quá xa xa rồi. Đó còn một lên đó. Đó. Lại tới mà còn báo hiệu. Cái nôm lại tới nơi rồi mà còn báo hiệu, còn lên bọt nữa. Lên bọt đó là dính là cái chắc rồi. Thì cái bộ môn mà mình ủi côn là như vậy đó. Ngon phi hăn lóc 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 lóc. Cái xanh xanh không? Này nó ở nước xanh đó. Cái này đúng là xanh vàng luôn nè. Nó ở nước xanh nè, nó xanh. Nước xanh. Cái này bự rồi. Càng ngày càng bự ơi. Nuôi tên nuôi càng ngày càng lớn với ai càng ngày càng nhỏ. Thì cái cách mà bắt của cá của ủi côn là vậy đó, là mình chạy mình gáp vô mình chạy vậy là nó chúi mình thấy nó cái bọt nó lên rồi mình lại mình ấp cái bọt đó đó. Cái con cá mới vừa rồi là nó chúi tuốt ngoài đầu cằn ở ngoài kia xa dữ lắm luôn, nhiều khi nó chúi ngoài và nhiều khi nó chúi cũng gần trong này kế bên. Bọt nó dữ lắm, cái bọt xong rồi đó. Con lặn cho sư phụ. Lại tới cái nôm chuẩn bị sẵn rồi mới còn lên hai cái bọt bằng ngón tay cái vậy. Rồi ở ngoài. Hai cái bọt bằng tay cái là sao sao mà thoát nổi. Con cô phi. Đó. Rồi, ba ngón đâu? Bắt luôn. Bốn ngón luôn. Cái này kẹt mồi ơi. Nè ăn được rồi. Bắt đi. Cái nào mình cảm giác thôi mình lựa. Bắt luôn à. Quá to, lại giờ tao bắt được con cá ốc rồi đó mày, lại như bắt cái gì. Đổi tay cái đổi cá luôn. Ừ. Bộ chứ, trời không bắt được Huy à. Li ba chia hết trơn ha. Cái này là nghi là có con gì lên nguyên một vùng vậy đó ha. Thì là mấy cái bọt sau cùng á là gọi là tim man. Cái bọt sau cùng nó lên á mà cái tim man nó nhỏ thì nó ít á, nghi là cái cô phi. Bỏ luôn. Hết hồn rồi. Nó chúi lên một cái ủng bằng cái thúng dạ vậy đó. Đất này lúng dữ lắm. Đất sới ha. Đất sới nó mới lúng. Đất sới chứ không phải đất chục. Nó bự hơn cái thúng dạ nữa. Rồi cá ngoài vậy. Nghi là con cá cô phi thú già. Không phải cá cô phi. Chắc cái chép hay gì ạ. Nghi là cá cô phi cứ già. Quá trời bự mà. Cá lóc ở đâu chú bự dữ vậy. Con gì? Thầu ư. Cá lóc bành kỳ luôn. Nghi lại con cô phi rút cuộc cá lóc. Đó cá cô phi cứ già không đó.
cá nó già không mọi người ơi. Cá cái này bắt đầu già anh. Ừ. Nó u nù hả? Nó đóng nó này nó đóng gồng xanh luôn rồi. Nó có hoàng 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 gan cá lóc bông. Đóng gồng xanh luôn rồi, dài lắm dài. Goofy. Tính đầu cá goofy không đó chứ. Không nhìn thấy cái đất sới không có mà đất chục có. Cứ còn hút gãy gãy gãy. Ừ. Chỗ nào có thì mình chạy qua chạy lại cái miếng này đất này đi. Chừng nào nó hết cái miếng đất này hả đi. Nãy giờ bữa nay mình chạy dơ dơ trên kia không có chứ, đảo gì đây có liền. Cành lóc. Cây dốc. Ủa nãy giờ là tính ra là cá phi mình cũng được 3-4 con mà mình bỏ. Bỏ chứ. Có được 1 con không à? Con cho bác tự. Còn lại là đa phần là cá lóc. Đêm cuối cùng. Nó lớn gì vậy ha? Tôi nghĩ chắc con cá lu phi, một là con cá lóc bự, hai là con cá lu phi bị trà vá lửa. Hai đợt đó rồi. Lên mấy cục tiền bự là khó mà có cá lóc lắm. Cũng có mà ít. Cái chạy à? Chạy vậy? Nó cứng. Lên tim cuối cùng chạy luôn trời. Lại tới lại chạy luôn. Ừ. Bự lắm anh sư phụ. Ừ. Mà không biết ở bên ngoài hết bên trong đây nè. Không biết ở bên ngoài hay trong luôn. Ê, ê. Qua giặt này không có già không vậy? Nhìn lại nó bay bên kia kìa. Dạo ơi. Cá này cá bự dữ kìa. Vịt ta bay bên kia kìa. Nó bay vòng 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 cái gáo kìa. Con này bự hơn con gì rồi nữa. Tiếng đâu ở ngoài không chứ. Bắt cả vậy mới quíu cái tay. Bắt vậy nó mới đỡ cái tay. Ủa đây con không có. Đó, coi đây. Đi thử con kia đi. Không. Anh bỏ cho ấy đi. Chẳng không có được, cái này cái nó lọt dưới ấy rồi. Cái này nó lọt mừng nữa à. Cái đường mương hả vậy? Ừ. Sửa lại nha. Rồi sửa sửa đi. Nghe chăn bờ vậy. Cái. Đi chuẩn bị kia cho. Chuẩn bị kia giùm. Cái con vịt lai nó ở đằng kia nữa kìa. Hiện tại thì xong này là mình sẽ đi bắt con vịt lai nữa. Chụp cái đít chơi quýt lên nè. Ý dồi ôi. Lọt cái đường nước. Dưới đường mương mà lên có lóc dạ. Vô rồi. Rồi chuẩn bị đi bắt con vịt lai nữa. Dạ nó ngóng cổ nhìn mình kìa. Kệ nó. Nó nhìn kệ nó. Ở nãy thấy đang đen mà tưởng đâu nói ai ngờ không phải đằng đó đó. Nè. Một lát ấy xong rồi mình để đang chứ. Mình đi bắn luôn. Gần hồi gãy cổ luôn. Cái khi nào mà chữ con này dính con kia bắt được con cá rồi dính con này luôn không anh xui nó đang ở đây nè, nó đang dễ lông kìa. À, bây giờ thì đặt con nước của mình và đi tới đó rồi đó, đang nuôi côn gặp và mình kiếm 1-2 con đó mình làm bữa cơm luôn. Đang đứng ở dưới máy nước.
gió. Lên trên gió tức có nghĩa là sau lưng nó, chứ để mà đi trước mặt nó thì không có được. Bữa nay có gió bấc kìa, gió bấc thổi. Cũng gần tới rồi, hồi hộp quá. Con này thì nó đang ăn no rồi, cái lông. Cái này là coi như là nó xong rồi đó. Mời em về đội. Tới rồi. Ngóc đầu lên nó phát hiện cái gì đó rồi. Mồi hợp quá. Rồi xong rồi, nó dính rồi. Rồi đặt công nước của mình, mời em nó về đội vậy nha. Nó đang ở trên cái cục mấy cây điện điển phao. Anh Hùng cũng tới rồi. Kìa. Tới cái bên này nè. Ngóc giờ cái mũi trẻ lên rồi đó. Rồi xong luôn con nữa. Rồi con này anh Hùng anh mời, tiếp tục mời được nghe em về đội nữa nha. Hai con luôn, đằng này con cái anh lại nữa, nó không chịu bay, nó nằm đó, giờ anh lại anh bắt luôn rồi. Đi rắn mình gước lại, gước anh Hùng rồi được hai con. Ghi hình thấy hết rồi. Trốn sao khỏi được hai con vịt đen. Ở ngoài láng mấy con nữa kìa. Bữa nay thì mấy anh em mình ủi côn hình như là thất mấy con cá lóc nè. Không biết là kẹp không kìa, cái ông anh không ủi côn chạy qua kìa. Đó, anh không ủi côn, nó hiện tại đang ở chỗ này nè. Nó đang đứng đây nè, còn anh ủi côn ở trên nó chạy xuống kìa. Con nó của tôi á, né giùm tôi hả? Bây giờ thì cái ổ cỏ giờ trôi tới đó rồi. Nó đang ở bên này nè. Hình như là cách cũng khá xa xa, cũng 30 mét á. Đây nè. Nó đứng ở dưới nước luôn kìa. Mà từ cái con đó cách mình á, cũng khá là xa, cũng mấy trăm mét. Cái bộ môn này mình không có lại gần được. Nè, coi nè. Là gần là nó bay mất tiêu à. Nó rất là nhát.
gần tới rồi kìa. Đặt công nước mình giờ thả cũng gần tới rồi. Chắc có thể tầm khoảng cả chừng 10 mét nữa là chứ không có xa cho nhiều bao nhiêu đâu. Rồi bay luôn rồi. Trời nắng là dục lăn lóc vậy đó, rồi trời mưa cái cây su đầu bay vậy. Trời chạy nhóc, ở này chạy nhóc à. Rồi cũng được mớ cá. Rồi. Được nhiêu đó. Bữa nay cá lóc bự không? 2 4 5 con rồi. Cá yếu mà cá lóc bự. Đây nè. Trời ơi, dở vậy. Tốt ngắn con nữa kìa. Đó. Cá yếu mà nó bự 2 3 4. Ngắn con nữa kìa. 5 6 7 8 con. Tính rồi, phải được 9 con mới ngon. Bữa nay cá lóc cối không à chứ không có nhỏ. Chờ chờ. Nè cá lóc này. Chà bá luôn. Chờ chờ. Cá bự nhất nè. Cá bành kỳ mà. Không có nhỏ. Chờ. Không có nhỏ đem lên liền. Nè. Không có nhỏ nè. Chờ. Con này bự nhất bữa nay luôn. Không có nhỏ. Quá thứ. Nè con này là nhỏ nhất nè. Nè con này nhỏ nè. Thường quá. Coi còn con nào nữa không? Coi có nó nằm ở trên mé cái diệm á. Sót với sư phụ. Hay chân cái gửi 2 kg á. Cá cực bự bự thôi. Đây cá bự bự nè, cá bự. Nó ít con mà nó nhà bự ký. Nhiều con mà ít ký cũng ra đó à. Cái chỗ này mà cái bờ kinh nè, trên bờ kinh nó đường lộ đó mà bây giờ anh Hùng nó đứng tới vậy đó. Cái này đường lộ nha. Chứ không. Đá không như này nè. Nè, cái giò mà gấp đá lên luôn nè. Đường lộ nha. Đường lộ đó. Gần 1 mét nước cái giờ đường lộ rồi. Nhà mà bây giờ còn cái chốt không à. Nè, cái chốt nè. Cái này chỗ này cắt cái chân mấy cái cục gò. Cái đó gò cao nhất luôn mà còn cái chốt nữa. Cái này sao? Giờ mình thả đi. Mở miệng ra. Mở miệng thả đi. Mở miệng ra rồi vậy nè. Tổn tổn tổn. Đó. Nhiều nha. Mai nè mình cũng lên vỏ rồi, tắm rửa sạch sẽ thay đồ hết trơn rồi. Cũng mằn xong hết trơn. Bữa nay thì mấy anh em mưu sinh miền quê của mình á là bắt được con vịt chim. Rồi với cái một mớ cá lóc mình đi bữa nay ủi côn á. Vịt chim không ủi không nha, tự nhiên cái chuối đó cái nào ấp dinh. Thì, nè cho cả nhà xem nè, con vịt xiêm nè. Nói con này thì cá lóc, bữa nay mình làm được có 2 4 6 7 con đó đó. 8 con mà nằm ở vỏ hết con rồi. Bắt ra không được. Nó nằm ở dưới cái lượng vỏ này nè. Bữa nay thì có ớt. Ớt này thì với bữa nay mình cũng có chuẩn bị là 2 cái chai rượu gạo. Thì một hồi mình sẽ bây giờ sao mình hấp là mình luộc rượu với ớt đó ha. Con vịt xiêm nè. Cá lóc á mình nướng rượu, còn cái này thì mình hấp nước lạnh. Rồi bữa nay mình sẽ cái thực đơn là 2 món. Bữa nay mình làm 2. Đó chơi nói nghe cái này nhà vịt xiêm này mình hấp rượu, còn cá lóc mình nướng không vậy đó, nướng cho nó giòn luôn. Chỗ mấy anh em mình hiện tại đang đậu chỗ mà cái chiếc chõ ấy, cái nhà mà ngập nước sâu gì nè. Nước lũ dâng cao. Nước lũ dâng cao rồi đó. Tiến hành mình ăn và anh em mình cũng để cho trái chiều rồi, cũng đói bụng rồi. Bữa nay để thất rồi. Mình lót cho ở phía bên dưới một mớ ớt đi anh Hùng. Bữa nay mình để thất rồi, nó không còn trúng như lúc trước nữa. Tại nước bữa nay nó con nước cứ lên quá lên bất ngờ luôn. Lên quá nó đi cá lóc đồ nó đi nó lan ra không biết đi đâu. Để con nước ngang con quần mà cách đâu có 4-5 ngày nay anh em mình mới để lại thì nước ngang đây rồi. Cái tìm cá cũng không thấy đường ấp luôn. Đang chơi mòn mỏi vụ cá mắm này quá à. Rồi anh em mình buồn tình quá thì đẩy con hồi sao mà có con vịt chim nó chuối nè chứ. Bây giờ mình sẽ đưa thịt vịt chim vô. Con vịt chim này cũng cỡ cũng khá nặng hả. Vịt chim này cỡ 2 kg á. Nói vậy thôi có biết đâu rồi. Bữa nào đem căng thằng căng. Đem căng.
trâu thì cũng nay cũng đang lặt rau. Rau này một lát nữa là ba cái gì rau thơm nè với quế nữa là con để lên vô trong cái nồi hấp này luôn á. Ngò nữa nè. Ừ, cho mới ngò gai vô. Rồi, lặt ngò gai qua luôn đi. Đó, mình cho mới. Lặt ngò gai. Bây giờ thì anh Hùng sẽ biết anh sắp ở cái phía bên trên. Cho nó mềm nha. Con vịt là con vịt chim này nó dài lắm rồi, nó già. Vịt chim này nó già thiệt á. Nó già mà không có biết từng tưởng tượng. Bữa nay mình hấp hai chai rượu này thì cũng không biết là nó sẽ nó mềm không nữa nè. Không, hình là một mớ được anh. Còn lại thì còn lại bên kia là gì? Rau thơm nữa kìa. Rau thơm với mớ quế. Không, cái ngò này là mình đâu có ăn cá nướng đâu. Mình cho vô cho nó hết luôn ha. Thơm. Cũng được, nó càng nhiều nó càng thơm. Quế đang ngọt. Rau thơm, rau thơm, rau thơm. Rau thơm nè. À, cộng rau thơm. Kìa bên trâu cộng bự kìa. Còn hai bên còn hai ba cộng bự nữa kìa. Ít ít thôi. Thơm, rau thơm càng nhiều càng ngon. Quá đặc biệt luôn rồi. Bữa nay mình làm cái món này đây. Siêu đặc biệt. Với con lấy đường. Đường muối với ai thì ngon đi. Chú phụ thẳng, chú phụ lên thẳng đây là chú phụ khởi hành đó luôn. Thi công đó rồi. Bữa nay sinh nhật của mình nha. Có đồ ngon là ổng sinh nhật kìa. Sinh nhật dẫn tới một năm mà. Một năm người ta có sinh nhật à. Một năm mình có 80 cái sinh nhật kìa. Bây giờ thì mình sẽ nêm. Nêm nếm luôn. Đưa một ít hạt nêm vô. Rồi một ít đường. Nêm là mình bao dây vòng tròn cái gì nè. Biết chưa? Là hồi cái mình đổ củ vô rồi nó tự nhiên là nó gút 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 từ 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 vô trong. Vậy đó hả? Giờ cho miếng muối. Muỗng hay hai muỗng? Nó hả? Hai muỗng đi. Con để hai muỗng để mà vừa vừa thôi, đừng có hai muỗng ăn canh là khổ quá. Hai muỗng canh là mình cho vô ít đường nữa ha. Mình cho vô ba muỗng đường, đặng cho dặn mùi vụ lại bớt. Rồi, là mình tiến hành mình đổ vụ mình vô. Con trai, con trai. Từ từ, từ từ, để từ từ. Trời, 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 trời. Tưởng đâu gắn bự nó liệt chứ ai ngờ cái nhánh tre. Hết hồn. Sao, 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 sao. Tiếng gì tới nữa, tiếng con chăn con bò tới nữa rồi đó. Nè, mình đổ vụ vô. Hai chai nhắm đủ nước thôi. Một da một cà từ từ đi rồi mình cho nó sắc sắc xuống bớt đi mình ha. Thêm nữa chứ nhiều quá thì sợ nó chổi chan. Rồi mình thiếu đủ nhiều. Rồi mình thiếu còn chai để chờ lại cho mình chứ. Đâu có làm hết được à. Bữa nay tính mua ba chai mà nghe hàng còn có hai chai anh em vớt luôn. Thang thì mình cũng nhúm xong nè, cái này thì bật đang chảy nè, chút xíu nữa thì mình có thang mình nướng mấy cá lóc nè. Chảy rồi, có gió lên màu cháy. À, bên bển có gió lên màu cháy, bên đây nó dán dần luôn. Con che lại đi. Bên bển thì có gió thì mái đó, bên đây có gió thì gầu thấy dán dần. Cái lò là lò tự động nè. Muốn cho nó nghiêng nghiêng, muốn cho nó ngã. Bữa nay có gió bắc rồi. À, con cái này gió này là lâu lâu đập sương sương xuống dưới chưa có thật sự là gió bắc. Lúc này chỉ mới là sọc qua sọc lại dành ngọn ha. Tới tháng 10 mới đầu mới là gông gió bắc chính gió bắc. Ông dành ngọn được rồi, thấy cảnh gì không? Ngồi đánh một cặp không? Lúc đó vô đồng mới đã. Gió đánh gung một cặp. À, con giặt thở vậy đó. Đi chơi tôi phụ mấy năm trời rồi không biết miếng cá đặt nữa. Con cá lóc còn sống tôi phụ để cho nó đặt nữa luôn, nó không nhúng nhích luôn. Tôi phụ vuốt một cái là nằm em là nó nằm im ghe luôn, không nhúng nhích bỏ từ đó đến chiều cũng vậy luôn. Còn để xuống là mất tiêu đó. À. Nó hay á. Nó có một cái chiêu bí quyết, nó đặt nữa biết sao mà nó không nhúng nhích đâu. Cái gột cái lè lên cái mình nó không có nhúng nhích. Ủa sao ngộ anh Hùng, ở quê mình ở miền Tây nè. Không, mình nói ở quê mình nè.
mùa khô thì thấy đất khô không à, mà mùa nước thì gặp nước không à. Ngộ ha, ở đây nước không nè, mùa khô thì mình đi chạy xe được luôn mà giờ nước vậy đó. Nướng cho nướng mà nó lật dưới sông rồi mắc bò lên nướng lại đó. Đâu cho chạy được luôn. Tới đây vậy, tới đây mà nó nhảy mà nó chạy cái nữa là cuộc đời của thằng Na không biết chạy gì đâu đây. Dãnh đuôi nè, dãnh đuôi cái này nó chín 50-50 rồi, nó hết trái rồi. Có con này nè, con này nè, con này cái mỏ nó giống mỏ anh Hùng quá nè, con mỏ nhũn quá nhỏ dãnh lên nè, phải nó có gâu nữa thôi rồi bạn luôn rồi không quái. Con cá chụp bùng à, gian luôn. Cái bộ gâu cái chạch bụng gan luôn. Cái đó cái lóc nhỏ con bỏ ngoài đó là đúng rồi đó. Nó hơi hơi là nó chín rồi. Giờ cho nó chín một cái dưới đó nữa thì con lật nữa rồi. Siêu dịch sim, siêu dịch sim này nó cũng chậm chín lắm. Ê coi chừng úp luôn à. Để qua cái ịt cái thấy nó nhóm nhóm cái chảo kìa. Úp luôn rồi chứ nước rồi, cái nước này rồi đi về luôn chứ ăn uống gì nữa. Còn gì nữa đâu ăn. Cá lóc thì cũng đã chín rồi. Bây giờ thì mình chỉ còn là cái chảo mà siêu dịch sim này. Khi mà nó chín rồi thì mấy anh em mình sẽ lai gai xương xương. Còn cái mùi rượu không anh? Còn ít. Còn cái hơi. Để mình để lóc lại là nó coi nó tan hơi hả? Thằng men nhập phải. con dịch sim này thằng men nhập phải. Hai chai. Bây giờ thì Châu chuẩn bị cái chén muối ớt. Đang dầm bả muối cho nó nhừ ra nè. Muối xì khó gung gung gung. Tới giờ ăn là phải gung nè. Thiếu mờ, thiếu ấy là gì nè. thiếu nước trắng. Này thì mình sẽ gấp mấy cái chớt này đưa qua để mình làm cái chén muối ớt. Nước này thì nãy giờ nước ớt nó cũng ra nằm ở trong cái con mà siêu dịch sim này. Là nó cũng không biết nó cứng, nó mềm chưa. Chắc mình phải thử rồi, thử trên này, thử xuống nè. Mới giờ đủng mà còn cứng á. Giống hai cái này mình dài giống mình ngủ được luôn. Mềm. Này thì mình ăn muối ớt, chấm với muối ớt là sẽ ngon ha. Cá lóc mình cũng chấm muối ớt cũng ngon nữa. Ớt nó chín rồi, khi mình đưa vô mình dặm nó mau nhừ đi nè. Đâu có hấp, hấp nó là chi. Rồi bây giờ thì mình kiểm tra lại một lần nữa coi nó thật sự là nó chín chưa nè. Rồi cái con buồn ngủ luôn. Lâu quá. Này chắc nó chín là mình sẽ cho ra mâm. Dần. Cái này bị hiện tại có gió. Mềm hết trơn cưng à. Đâu. Cục thịt chả bá nện. Siêu gì sim. Rồi bây giờ thì mình cho nó ra mâm luôn. Rồi với nó cắn chiếc đũa luôn rồi. Kìa mình ở trên mà dưới nước cá nó ngốc. Cho ra mâm luôn đi. Rồi đây này ông gió là ông có mưa nha. Sợ mưa lắm à. Rồi giỡn lên. Để mà cái cánh đây nè. Đầu anh dở lên nha cho em coi luôn coi. Dở lên nha nha nhìn nè nha. Siêu dịch sim. Chụp cho anh Hùng cái tấm hình siêu dịch sim like. Biết luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô mâm. Ơi. Thèm quá. Ê gì sao bố, gì sao bố. Cái này nó cũng nhỏ chứ không có bự không gì mà tại là mình banh nó ra. Mới thấy nó bự rồi. Đây, đưa cái mâm kia đây. Còn này bà cái siêu quách khô lẳng của nó ha. Từng cổ nó giò gắn tùm lum hết trơn. Còn ớt nữa.
lò xuống chút bon bon nữa. Rồi cả nhà ơi, thì mấy anh em mưu sinh miền quê của mình á, bữa nay đi uối côn với sẵn là mình có đem cái dàn đồ nghề đặt công nước á, của anh Hùng á, đem theo rồi mình uối côn rồi mình gặp nó đậu theo mấy cái đại dớn nè với mấy trong mấy cục cỏ đó. Thì anh Hùng với Châu cũng có xuống làm cũng sương sương cũng được con hai ba con vậy đó, nhưng mà mình bữa nay mình đem mấy con vịt sim theo, con siêu vịt sim, thì mình làm hai món. Đây là món cá lóc nướng nè, cá lóc nướng là mình này mình nướng lát là mình ăn với mướn ớt, làm cái chấm ớt nè. Còn món này là dĩa này là xíu ba cái xíu quách nè, đầu giò cháo cánh là xào ớt nè, xào cháo ớt nè, cái này mình hấp rượu. Này là cái con vịt sim, siêu vịt sim hấp rượu, hấp rượu ớt. Thì ở đây cũng có mớ rau. Rồi mời cả nhà cùng lai gai xương xương chí mấy anh em mưu sinh miền quê của mình nha, trên cánh đồng nước lũ nè. Mời cả nhà sương sương cùng buổi chiều của anh em mình gian đau cực khổ ở ngoài nước nổi nha cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Một năm trời ha, mới gặp tại em ha, gặp dịch chìm mới gây. Năm mới đau lại. Không có một năm trời mới gặp được cái chê đầu dòi cháu cánh này chứ. Đó là dễ kiếm đầu dò đâu trời. Nước cái này mà cá ngay cá bóp ngay kéo từng tỷ nó ra nè. Khúc này nó cứng dữ vậy. Mềm. Hấp rượu nó mềm sậm luôn không? Mà ăn mùi rượu nè. Còn có mùi rượu. Còn nó dính vô thịt đó. Giác là gì là mình uống ít thôi. Chắc là bữa nay nó thấm sẵn rồi. Không muốn rượu à. Mình ăn này thấm luôn. Mình ăn được rồi, ăn này là rượu rồi, đủ sỉnh rồi. Đi ăn. Ngon quá, này mà ngon. Xương này là không phải là mình phái ăn xương nha. Nó có một cái giò gì mình mới phái ăn xương. Một là cái này nè, gân. Hai là cái trong ở trong á, đặc biệt cái trong nút nghe đã lắm. Nó béo hơn. Cái tẩy ở trong á. Giống như giống như vậy mía. Nó gặm vịt siêu thịt rồi. Quá trời béo luôn rồi. Thử khúc nữa rồi nha, sao? Giờ mới có mấy khúc rồi chưa có biết cảm giác là nó ngon hay gì vậy. Cái này biết sao, tại cái này ăn dội quá. Ăn từ từ anh thưởng thức. Rồi cái này hấp ba cái này á, nó không có mùi rượu nha, còn ít, cái nồng ít thôi mà. Còn hơi à? Mà nó rất là mềm, nó bùng tịt lên đi ra mà cái gân bò vậy đó, nó bùng lên á. Nó bùng chới lên. Ừ, con sườn bự.
ba cái răng này không? Thấy vậy nó béo á. Đầy bộ lắm. Dồn ra nè. Quýp qua quýp. Mình còn giấu cái này mà chưa có ai thấy hết trơn á. Đồng. Thằng đất rồi. Cá lóc thì bữa nay chắc nghi chắc ế luôn quá. Nãy giờ thấy toàn là gấp là cái xí quách không mà cá lóc còn nguyên luôn. Đó. Sư phụ căng hết vậy. Cho em thử giá, em hấp thử à. Ngon nha, có con tôm, tôm đỏ tư luôn. Thôi rồi nó ngon, không mâu. Mày chăn cơm ăn hết chảy luôn rồi. Không thiếu thiếu cái gì á. Ôi trời ơi, nó thiếu cái này nè. Lá cọng nó bay. Lá cọng đâu đây, đây còn chảnh ăn nữa. Đúng rồi. Cái này là mày. Vô nhà vô nhà. Lá chè bay lắm. Ăn nha. Ăn cá lóc rồi. Chỉ bên đầu cặp ngon nha. Buồn nổi thì ở buồn không có bóc tay thì nó gung. Chứ không nổi còn bóc tay thì nó mới no. Cá lóc cả này nó trắng đồng. Thịt trắng tư luôn không? Nó mềm, nó mềm sụm, mềm cảm thấy nó mềm sao sao để làm đôi luôn. Ngọt. Thịt không nó u nu à. Cá mùa nước lũ u nu à. Ngọt kìa. Bữa nay là tính ra mình nổi cồn, bữa nay đi nhầm cái đường kinh hồi gọi con cá gì mà nó ngớp như cái ục nó cái gô hết vậy. Cỡ cánh đồng này nay cá lóc ít mà cá này cá già không, cá bành bành, cá bự luôn à. Còn cánh đồng bên kia có nhiều mà cũng nhỏ.
con cóc, hết con cá, quá hào. Chiến sĩ vượt mồi đặt công nước thêm chiến sĩ vượt mồi luôn. Nói nào ngay mình nói chơi thôi cả nhà ơi, thì ở đây đó là mấy anh em mưu sinh miền quê của mình á, nói đồ ăn là không có thiếu, khi mùa nước lũ về đó là đồ ăn không có thiếu, tràn đầy luôn à, hoàn toàn là đồ đồng hết. Anh em mình đồ ăn không bao giờ thiếu, cái chỉ thiếu nợ thôi, ăn quá ăn thiếu nợ. Cái nãy mình đậu phía bên kia kìa, cái gió nó nhiều quá vì cho nên mấy anh em mình qua đây mình trốn qua vách nhà. Vách nhà này thì ngập nước hết trơn à, ngập này ngập sâu đó, hơn mét nước rồi. Nhà này thì chủ ruộng người ta là làm ruộng hồi mùa khô á, mùa khô nó vô đây người ta làm ruộng, tới nước lũ người ta rút ra về, bỏ cái nhà lại. Ăn cá đã giờ mình ăn cơm không à, rồi ăn vậy đó. Mình ăn cơm á, đồ ăn ra đồ ăn, còn cơm ra cơm chứ không có cho lộn xộn. Đổi cảnh thứ ba, mình ngồi mình ăn cơm chiều mà cũng giờ chỗ này là ba chỗ rồi, ở ngoài kia hôm nãy bị nắng đó, bây giờ mình giờ cho trong này trong cục lùm luôn rồi. Còn có ngón tay chỏ tức. Dình lại, dình lại. Ăn cho cậu sao cục bự. Cái này cục này của mình. Cục này của con ca men. Cục này của Châu. Cục này của mình. Công kỹ mình cắt. Này mình cầm mình bóc mình chấm luôn. Mình gửi tính trước mình cắt mà mình thấy ăn cục bự. Lúc nào cũng phải vậy. Cục này cái đó nó dẻ đi lắm nó cưng. Dài thì nhách luôn. Cục thịt mạnh kia luôn. Cắn cắn chết cái dài ông chồng. Mềm thua, từng nói chứ chưa nó nổi dài. Cái này nó mới mềm dữ nè. Ăn lầm mà. Lỗi chỗ lầm mà. Chỗ lầm đó. Có gì đấy cục đó được à. Có không thịt. Nước rượu tắm nữa thôi. Nước ấm luôn. Cái này dễ không? Cũng dễ à. Cứ cục thịt cẩn thận ha, nó mềm sụm. Nãy giờ mới gặp được cân nghe cân trốn tỷ đó vậy. Béo. Nãy này mình thử. Hồi sáng thì hình như là gió bắc nó yếu, nhưng mà giấc này gió bắc rất là mạnh, hướng này là hướng gió bắc thổi nè, gió này thổi mạnh ghê luôn. Dịnh dịnh không dịnh ôm nguyên con gặp luôn á, quá cứng. Cái trường này kêu cho kêu to luôn. Chưa to không lòn. Càng nó càng càng nó càng. Nó mày dính lại. Dính nè. Oh yeah.
để tới. Ừ, cảm ơn. Cứ ăn đi. Cái nào dai thì phụ đưa cho con, cái nào không dai thì con ăn. Sư phụ thương đệ tử quá trình. Hộp nó cũng mềm mà sư phụ ơi. Thấy là thấy đấy, nó to này, nó to. Cũng cần cái dây. Dạ không vậy. Cũng cần cái dây ghê luôn á. Này, cũng cần nghe nè. Cắn không đứt cơ luôn. Còn mấy cái đó này thì nó mềm. Có cũng gan rồi. Thật cái dễ vậy ha. Bò không đổi luôn. Nó cơm không hết luôn. Quá mồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.